Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Anh danh gì rồi á? À, em ơi, anh đang rank bạch kim 3 em ạ, lại xuống bạch kim rồi. Lại xuống bạch kim rồi mây, lại xuống bạch kim rồi mây. Khá là dễ thì kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên nhá. Easy thôi mà anh em, đâu có khó đâu anh em. Còn máu có đã anh em ạ, còn máu chưa cẩn thận này. Ok, cảm ơn bạn Josa này, Quyền Linh muốn đã gửi quà tặng nha anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối xem live vui vẻ. Anh em đừng quên đó là hãy follow cũng như là chia sẻ với stream để ủng hộ cho kẹo nha mọi người ơi. Kẹo qua phía này coi và... đây rồi anh em ơi, sói à? À sói à? Sói à, sói à, sói chạy à, sói ơi. Sói ơi đừng chạy nữa đây. Anh là anh chàng quần hồng và đi săn sói anh em ạ. Anh chàng quần hồng đi săn sói nha mọi người. Anh chàng quần hồng đi săn sói nha mọi người. Và khá là dễ, kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai này. Kẹo thấy nó cũng easy thôi anh em. Vào nhà quần máu cái đã đấy. Quan trọng là cẩn thận quần máu thôi anh em ơi. Đây quần máu trực tận này, tất nhiên là quần máu full máu luôn anh em ạ, cho nó kiểu như là sống dai. Và cảm giác chúng ta chơi game sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Hiện tại thì kẹo có S tính năng của nhân vật đó là nhân vật Hazuto nha mọi người ơi. Tức là nếu như mà phần trăm máu càng thấp thì như kiểu là nó sẽ cuồng sát, khả năng cuồng sát càng mạnh hơn đấy. Đó là tính năng của nhân vật Hazuto anh em ạ. Mình sẽ chạy lên phía trên này anh em ơi. Hướng 330 không biết là có ai không nhỉ. Lát em đá lại được không anh? Ok, cho đá lại luôn anh em ơi. Có phải này coi anh em ạ. Wow. Có ai không nhỉ anh em ơi? Chưa thấy ai cả này. Vắng quá nhỉ anh em. Mình sẽ lại chạy lại ra ngoài coi các bạn ơi. Đây. Chưa thấy ai cả. Có lẽ như là hơi bị chán anh em ạ. Wow. Có cái này coi. À đây, súng điện à. Súng điện thì thôi, kẹo không có lượm, đơn giản là bây giờ chúng ta có chơi team đâu nha. Chơi solo thì anh em sẽ chẳng cần súng điện để làm gì cả. Ai có trang phục của đêm chưa? Chưa anh em ơi. À, chưa anh em ạ. Trước là mình có làm video tặng cho anh em một cái ác có bộ trang phục là của đêm nhá. Đấy. Còn kẹo thì chưa có đâu anh em. Bởi vì là tặng ác cho anh em xong là kẹo nghèo, thế nào nên là làm gì có bộ trang phục của đêm đâu mà trải nghiệm cho anh em xem. Đang nghèo mà không có tiền nạp tiền anh em ạ. Tôi một anh ơi, ok, kẹo sẽ cố tôi một nhá mọi người. Và tất nhiên là chạy lên phía trên này đã anh em ạ. Wow, để coi nào. Xem là phía trên này sẽ có ai không nhìn mọi người. Vắng có ta mọi người ơi. Chưa thấy ai cả, bởi mình sẽ chạy lên phía cổng trời này các bạn ơi. Đây. Chạy lên luôn anh em ạ. Phụ đá anh, ok luôn em, cho em đá ra rồi nhá. Ok, chào mọi người. Wow, như vậy thì kẹo đã lên được cái phía cổng trời. Và có lẽ là mình sẽ nên đổi qua con xe 4 chỗ chạy nó an toàn hơn. Xe máy chạy thì kẻ địch sấy thì auto die anh em ạ. Xe này thì cũng vậy. Nên là kẹo sẽ kiếm một cái xe ngon hơn nữa đấy. Nếu mà kiếm được xe kiểu như là hai chỗ đấy thì nó chạy rất là nhanh, cũng như là cái độ giáp của xe nó cũng ổn nữa. Uầy, bắn nhau cả ghê đấy. Bắn nhau cả ghê đấy, để coi nào. Ghê đấy nhỉ anh em. Vừa lại được cái ổ ngắm modic này ngon. Ngon cho mọi người và trang bị giảm thanh luôn nhé. Đây đây. Kẹo sẽ chạy lên nhà theo cái đường lốp xe này. Đấy. Ui. Nhảy hơi lỗ nha em ơi. Nhảy hơi lỗ nha em ơi, đây đây. Phải nhảy cẩn thận như thế này này. Đấy. What the hell. What the hell. Cái what the hell. Cái what the hell. What the hell. What the hell nha em ạ. Ui. Ok. Xanh mộ cho em. Uầy, những cái pha sấy phải gọi là mù mắt đến từ vị trí của kẹo anh em ạ. Đây. Đứng tạm đây quần máu đã. Quần máu cho đàng hoàng anh em ạ. Chơi game cho nó tự tin này đấy. Không lại tự nhiên xanh mộ bởi vì là không quần máu thì hơi bị chán. Hello các bạn đây đây. Quần máu cẩn thận luôn và sao phải ngại cho nó nhỉ anh em. Đó 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 mọi người. Nút thêm đạn tử lên nhé. Và chúng ta sẽ có thêm uầy, có thêm được mấy quả lựu đạn nữa, hai quả lựu đạn à? Ok, kẹo sẽ đổi qua và trang bị sẵn bom keo nhé. Bởi vì là nếu như mà bị kẻ địch bắn bất ngờ thì mình sẽ dựng cái bom keo lên thì nó sẽ rất là hữu dụng nha mọi người. Đây nha, lên nóc nhà chơi một xíu nhỉ? Ơ nhưng mà kẹo nhảy hơi lỗ nên là có lẽ là thôi nha em ạ. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục chạy qua hướng 165 để đi săn người nhá. Bên phía dưới này ở ngay phía xa thì sẽ có tính nhá, nên là cứ chạy qua là vừa. Đó để chơi nha em. Và cảm ơn tất cả mọi người đã follow và ủng hộ cho kẹo nha anh em ơi.
anh có full nhân vật chưa? Hầu như là anh full nhân vật em ạ, hình như là có một hay là hai nhân vật gì đấy thì kẹo chưa có mua thôi. Anh bắn mà lia tâm bự trả bá luôn. Bởi vì là kẹo chơi gà mà anh em ơi. Đây là lia tâm rất là vớ vẩn, nếu như mà có MP10 thì mình sẽ lia tâm nó gần thôi. Còn đây là P90, P90 thì mình chơi hơi bị ngáo rồi anh em ạ. À ở ngay phía dưới, ngay phía dưới. Ở đây còn này, kiểu như là vừa like lại vừa đọc comment của anh em nữa đây là. Xanh ngộ đúng rồi anh em ạ. Ok, khá là dễ này. Hình như là trên trò có người anh em ạ. Ủa đâu vậy? Có người mà các bạn thì thanh niên kia mới bắn như vậy chứ. Chắc là trên tròi hả anh em? À chạy xe kia rồi. Chạy xe kia rồi nha mày, chạy xe kia rồi nha mày. Chạy xe kia rồi nha mày, à. What the hell, người đâu đâu vậy? Ui, ở ngay phía dưới đường này. Đậu xanh, à mày chạy à? À mày chạy à? Ui, dựng bom keo cả hay đấy nhỉ em. Dựng bom keo cả và xanh mộ cho em. Tưởng là dựng bom keo có thể chạy được hả em ơi? Phía này các bạn ơi, phía này các bạn ơi. Ui, nó chạy ở ngay cái phía sườn đồi nha em ạ. Kẹo có giảm thanh nên là bây giờ vị trí của kẹo vẫn đang rất là an toàn nhá. Và kẻ địch thì chưa phát hiện ra vị trí của kẹo cơ nha em ơi. Cùng săn mạng nào nha em ơi. Wow. Ở đây thì kẹo không biết là còn ai nữa hay không nhỉ. Ui. Thôi kệ, cứ chạy xuống phía dưới cái đá đấy. Cẩn thận nha anh em, đâu có chạy lên tinh được. Chạy lên tinh thì là đai, bây giờ hiện tại kẹo đang có được 5 kim và còn lại đó là 15 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Nói chung là chơi cẩn thận một xíu là ok nhá. Ui. Vẫn đang chờ thế nên còn lại các bạn ơi, khi mà kẹo hiện tại chỉ có một bom keo thì tốt nhất là kẹo không nên chạy linh tinh. Wow, bên này có người hả? Chưa có ai cả anh em ơi. Wow, đây rồi, đứa nào chạy xe vậy? Đứa nào chạy xe vậy hả anh em ơi, đây đây. Kẹo qua nào. Ui. Nó chạy mất tăm mất tích rồi anh em ơi, đây. Kẹo sẽ chạy từ đây và lại gần hơn nữa nào. Ui, lắm xe vậy. Ui, ba xe xanh cả, ghê vậy. Ui, cuộc chiến đua xe hả anh em ơi, đây kẹo đang núp ở đây này. Các bạn ấy chơi ghê vậy anh em ơi. Ui, trời ơi ghê vậy, mấy ông chơi ghê vậy, ai chơi. Tôi chỉ qua đây tôi lượm thêm xíu đạn này cũng như là túi máu này anh em này. Mũ ba này anh em, ngon. Ui, bạn này có cả áo da cả. Thế thì ngon rồi anh em ơi. Kẹo chỉ qua phía thính một xíu này. Các bạn ở mấy bạn ở đây chơi gắt quá cơ là mình sợ đấy. Phóng lượt anh em ơi. Thôi kệ đi, mình lại thích chơi combo súng nó là gấu da cộng với MP40 này ngon hơn đấy. Phóng lựu kẹo không thích chơi lắm anh em ạ. Đây, bây giờ kẹo sẽ chạy theo phía này và chúng ta sẽ cùng đến săn mạng nha anh em ơi. Ui, tiếng xe gần bãi trưởng vậy. Ngay phía trên anh em ạ. Wow, đứng tạo ở đây thôi chứ còn sao nữa hả anh em ơi. Có lẽ là mình nên chạy qua phía này nó sẽ an toàn hơn này. Ui, đang chạy qua thính nhà bạn đây đây. Ui anh em ơi, qua thẳng chỗ này luôn cho an toàn này. Đứng và chờ đợi thôi mọi người ạ. Có lẽ là hơi gắt rồi đấy các bạn ơi. Ui, đây kẹo chạy tạm vào trong này. What, what the hell. Thính ra đây. Thính ra đây rồi nha em ơi, kiếm cái giáp bồn mới nào nha em ơi. Rất là hóng cái giáp bồn mới nhá. Wow các bạn ơi. Đậu xanh chỉ là cái giáp 3 thôi nha em ạ. Nhưng mà nó ngon hơn giáp 4 của mình mà. Ok, đổi xuống giáp 3 này nha em ơi. Không biết là mình có nên lên trên này không nhỉ. Ok, lên tạm chỗ này sẽ là một vị trí khá là an toàn nhá. Lên tạm chỗ này canh một xíu coi. Đây là thính mới nhưng mà chưa thấy ai qua lượm cả nên là kẹo sẽ chạy qua chỗ khác nhá. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi các bạn ơi, đây. Chạy thẳng lên phía 300 luôn anh em ơi. Wow, trên này đó là khu dân cư và hiện tại đang rất là vắng nha anh em ơi. Nó lại vắng quá nhỉ. Wow, gì vậy? Có cái hiện tượng tóe lửa nha em ạ, chắc là lúc nãy là có xe chạy qua chỗ này này. Vừa thấy có hiện tượng tóe lửa ngay bờ rào ấy. Đây mọi người ơi, kẹo sẽ ngồi tạm ở đây để cho cái vùng này UAV nó qua cái đã. Wow các bạn ơi, còn lại có 11 người chơi nữa thôi à. Ngồi tạm đây thôi mọi người. Nghỉ lễ vui không anh? Anh nghĩ là không vui lắm anh em ạ. Bởi vì là kẹo làm gì có ngày nghỉ lễ đâu. Uầy, đậu xanh các bạn ơi.
Thằng nào ở ngoài vẫn chạy xe vậy? Ui, chưa nổ xe cả. Xuống xe đi bạn ơi. Nãy giờ tha cho xe chú, bây giờ thì anh xây xe chú nhá. Nó chạy thẳng lên phía trên rồi anh em ạ. Bây giờ mà kẹo kiếm được con xe nữa thì ngon này. Trong UAV có lẽ không có ai đâu. Ơ nhưng mà phía dưới có bom keo à? Không phải, nó là đạn súng trượt anh em ạ. Qua căn nhà này coi này. Mình sẽ lên hệ thống nhà coi xem là quan sát có tốt hơn không. Đấy, lên nóc nhà thôi anh em ơi. Có thính ở ngay bên cạnh thì phải này. À đây, kẹo nghe từ tiếng thính rất là gần vào đây. Đó, thính ở ngay trên cái nóc nhà để xe anh em ơi. Ok ok đây. Chúng ta sẽ chạy qua ngay nha các bạn ơi. Hiện tại thì kẹo đang bật mắt đồ họa nhé mọi người. À, có thêm một quả lựu này. Lượm thêm một quả lựu này. Đấy, và qua phía này lần này. Wow, mấy bạn này chơi ghê quá nhỉ. Còn lại có 9 lần nữa thôi nha em ơi. Kẹo sẽ quay lại căn nhà này. Căn nhà này thì còn có một xíu góc ở trong bo đấy. Lên nóc nhà anh em ạ. Lên nóc nhà quan sát cho tốt nhé đây. Ok, vòng lên luôn. Sao phải ngại anh nhỉ các bạn. Đó, lên nóc nhà đây anh em ơi. Ok mọi người ơi, nóc nhà này thì quan sát khá là tốt anh em ạ. Đó, và kẹo sẽ lợi dụng cái góc này để như kiểu là cứu mạng dễ hơn này. Wow, còn lại có 7. À đâu, còn lại có 6 người chơi nữa. À đâu, 7 anh em ơi. Kẹo tính toán là hơi bị sai lầm đấy. Hơi bị sai lầm rồi anh em ạ. Nào để coi. Các bạn là kẹo sẽ chờ bon thu nữa. Còn còn là 20 giây nữa thôi anh em ạ. Đây đây. Đây rồi. Đây rồi anh em ạ. Đây rồi anh em ạ. Wow. Đậu xanh chạy à? À, đậu xanh chạy à? Hình như là nó thấy mình rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ nó mới chạy xuống này. Bây giờ mới chạy xuống này. Chạy hẳn vào đây, chạy hẳn vào đây. À, nó qua nhà này rồi anh em ơi. Ok ok. Đây các bạn ơi, đây. Kẹo sẽ chạy qua và săn nó luôn nhỉ. Sao phải ngại đây. Bây giờ thì mình sẽ cầm sẵn cái khẩu súng tiêu liên MP40 nhé. Wow. Để coi. Bạn đâu rồi bạn ơi? Bạn ngồi đâu vậy? À, chạy à? Vẫn chạy cơ. Wow, để coi. Chưa thấy nó anh em ạ. Có lẽ nó trong nhà à? Trong nhà phải không vậy? Wow, nó chạy đâu rồi ấy mọi người ạ? Kẹo ngồi tạm ở đây cái đã. Ui, làm gì mà căng hả các bạn ơi? Phía này cũng không có, như vậy là kẻ địch chạy rồi nha mày. À đâu, tiếng chân khá là gần, có lẽ là ở trong nhà đấy. What the hell, what the ghê vậy? Mình ngồi chỗ này sẽ khá là ổn nhá. Đây, kẹo cuốn máu đã anh em ơi. Cuốn cho full máu luôn anh em ơi. Trang bị giảm thêm này các bạn ơi. Ok. Uầy, ngay phía này có người nha anh em ơi. Đây, kẹo chạy qua ngay. Qua ngay nào anh em ơi. Wow, cùng kẹo đi xa mạng nha mọi người. Phía trên kia chưa thấy ai đâu này. Wow, ghê vậy, ghê vậy. Ồ, chỗ bom keo ngay phía trên kia của ngươi thì phải này. Ok ok. Bắn ghê vậy, ai chơi nha em. Đậu xanh, đậu xanh. Ui, đậu xanh. Ui, đậu xanh, đậu xanh. À, vẫn chạy à? Đậu xanh vẫn chạy à? Ui, dựng bom keo nhanh đấy em. Có xe kìa. Em ơi, chạy vào đi em ơi. Không là sinh mộ bây giờ đấy đấy. Thằng này đang chạy qua rồi nhé bạn. Xuống xe. Xuống xe. Đúng rồi, xuống xe. Đúng rồi, xuống xe. Ui, có chảo vào. Ghê rồi. Ghê vậy ai chơi hả nha. Xuống xe bạn đây, xuống xe bạn đây, xuống xe bạn đây. Ui, ok, nốc rồi nhé. Nữa hả? Ui, từ cái đang ở gốc cây này. Đang ở quê này, đang ở quê này. Ui, đang ở quê này. Ok, xong nhé anh em. Let's go. Cùng kẹo tiếp tục xa mạng anh em ơi. Ui, đây mình sẽ chạy tạm qua căn nhà mình xem này cái đã. Đấy. Ok mọi người. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một đứa ngay mà bò à? Quá để coi. Ngay mà bò anh em ạ. Đây đây. Kẹo chạy qua ngay nhé mọi người. Đang chạy bo này, đang chạy bo này. Đang chạy bo này, đang chạy bo này. Ok, đã xong này. Tưởng gì hả em? Đã xong rồi nhé mọi người. Bây giờ là còn lại có 2 mạng thôi nha em ơi. Cố gắng top 1 này mọi người ơi. Wow, căng thẳng quá nhỉ anh em. Ui, bây giờ bắn nhau ghê vậy. Bây giờ này bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Ui,
Bắn nhau ghê vậy nha mày. Bắn nhau ghê vậy nha mày. Bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Yes, nhân giống rồi các bạn ơi, tuyệt vời. Ôi giời ơi, tao là đầu ở vách đá thì anh không cắt sọ được hả anh em ơi. Yes. Như vậy thì kẹo đã giành được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Ngầu chưa anh em? Tuyệt vời chưa anh em? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.